Còn bây giờ thì nhân vật sẽ xuất hiện trong trường quay của chúng tôi để mang tới cho quý vị những câu chuyện rất là thú vị, bật mí với quý vị, đó là về thời trang. Xin được chào đón nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Xin chào anh Hà. Xin chào Lê Mà Vương. Xin chào quý vị của Hàn Sơn. Vâng, xin chào. Xin chào anh. Ồ, ngày hôm nay anh Hà đã mang đến trường quay một món đồ gì đó trông gần giống như là cái quạt đúng không anh? À, chính xác rồi. Tại sao ngày hôm nay anh lại mang món đồ vật này đến bên mình ạ? Thực sự thì cái quạt này có một cái thứ mà làm thời trang như mình, bởi vì nó có mang một cái tính di sản, một tính kế thừa. Vâng, và chúng ta sẽ chờ đợi ở trong một vài phút sắp tới để nghe anh Hà chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện thời trang của mình. Và tại trường quay của Cà Phê Sáng ngày hôm nay cũng có một nhà thiết kế rất là mơ mộng thưa quý vị, với cái nhiệt huyết đam mê dành cho thời trang, với những chất liệu vải thân thiện với môi trường và đưa thời trang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trước khi trò chuyện với nhà thiết kế đặc biệt này thì hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những bộ trang phục, những thiết kế của anh rất mơ mộng ạ. Con cá ở trọ trong khe nước nguồn, cành tre ý a dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian trăm năm, về chốn xa xăm cuối trời ý a ý a ý a. Sương kia ở đầu miền xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về trọ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng ý a ý a. Và cao quá. Bao nhiêu năm mới tu. Vâng, chúng ta đang trong nhân được thưởng thức những thiết kế tôi nghĩ rằng là rất đặc sắc và đẹp mắt của nhà thiết kế ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta. Trước khi trò chuyện với Hoàng Minh Hà thì chắc phải dành một cái lời cảm ơn dành cho các người mẫu của chúng ta, đó là Nguyễn Ngân, Y Hạ và Thanh Tuyền. Cảm ơn các bạn đã kết thúc tại trường quay của Cà Phê Sáng rất là ấn tượng ạ. Vâng, và anh Hà thân mến, được biết rằng là bộ sưu tập của mình có tên là Sương. Và đây cũng chính là cái từ mà đã được Cà Phê Sáng lựa chọn để làm từ khóa. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán giả về cái tên gọi này cũng như là những nguồn cảm hứng để anh có thể làm nên những bộ thiết kế này ạ? Cảm ơn Quân và Linh. Và cảm ơn Cà Phê Sáng để cho hôm nay có được cơ hội để chia sẻ hơn về bộ sưu tập của mình. Thì bộ sưu tập mang tên Sương cũng là một cái khởi nguồn, một cái tình cảm mà hôm nay dành cho Bắc Bộ. Bởi vì chúng ta đều biết là Sương ở đâu đó nó xuất hiện xung quanh cuộc sống của chúng ta, những cái màn sương, rồi những cái hạt sương long lanh buổi sớm và những cái màn sương đêm của Tây Bắc và tất cả những vùng Bắc Bộ. Thì chính như thế thì mọi người cảm thấy rằng là sương nó có một cái cảm giác, nó có gì đó yếu đuối mong manh nhưng rất là mạnh mẽ, cũng giống như hình tượng của người phụ nữ. Và chính vì thế sương ra đời và để mang một cái giá trị mà mình nghĩ rằng là nó gần hơn với cái văn hóa, những gì bảo tồn văn hóa từ chất liệu cho đến form dáng, cho tới tất cả những cái cách mà các bạn model thể hiện trên sàn diễn cũng giống như về âm nhạc đó. Và thực sự để nói về xương thì nó vô chừng lắm, nó không những chỉ là những cái gì nó thiên về thời trang không đâu, mà nó muốn một cái hình tượng rằng chúng ta phải bảo tồn cái giá trị văn hóa, giống như chúng ta thấy rằng là ở đây có những cái phụ kiện mang âm hưởng Tây Bắc, nhưng mà chúng ta thấy cái quạt cao ngân đó là quạt Long An Khánh Hội, và đặc biệt là cái nón vai thao hay là khăn mỏ quạ. Và bên cạnh đó chúng ta đều thấy là khi mà xã hội chúng ta phát triển đó thì tất cả những gì nó thuộc về sự bền vững và bảo tồn nó sẽ luôn luôn được nhắc lại. Và trong thời trang cũng vậy, cái sự bền vững trong thời trang đó là gì? Chúng ta ngoài cái chuyện chúng ta làm thời trang làm đẹp, chúng ta phải giữ giá trị của nó, đó là bảo tồn về chất liệu và giá trị và văn hóa và ý tưởng. Chính thế thì Hoàng Hà đã tìm cách đưa những chất liệu thân thiện với môi trường vào. Bên cạnh những chất liệu và đuổi làm từ tự nhiên và nhuộm tự nhiên, thì chúng ta có cách là tái chế những chất liệu mà chúng ta đã sử dụng qua, như bộ của Thanh Tuyền, dùng những cái mảnh vải thừa đó để sử dụng tái chế nó lại trở thành một cái tác phẩm mang cái âm hưởng của núi đồi Tây Bắc và ruộng và thang quanh co. Và bên cạnh đó bộ của Y Hạ cũng vậy, những cái núi đồi, những cái quanh co của Sapa và Tây Bắc nó luôn luôn được xuất hiện lại.
và chính những cái chất liệu vải mà tưởng chừng như chúng ta bỏ đi những cái vật liệu như là về poly đó, thì chúng ta nghĩ rằng poly nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường, thì chính lúc này những vật liệu được tái chế từ sợi poly sẽ biến thành những chất liệu thời trang, tạo được những form dáng đặc sắc hơn trên cái nền vải và mang âm thưởng giá trị thời trang cao hơn. Vâng, bộ sưu tập xương thì nó có tổng cộng là bao nhiêu thiết kế hả anh Hà? Chính xác thì nó có 39 lúc. 39 mà hôm nay thì chúng ta chỉ được nhìn có 3 bộ thôi, đúng không ạ? Những bộ còn lại thì cái họa tiết rồi những cái đường cắt may cụ thể nó có gì đặc biệt không anh? Bởi vì khi mà tìm hiểu về bộ sưu tập này của anh Hà thì em được biết là anh lấy cảm hứng rất nhiều từ những cái vùng núi Tây Bắc của miền Bắc Việt Nam, rồi thì cả những cái di sản rất là gọi là niềm tự hào và thân thương của Hà Nội như là tháp rùa thì cũng xuất hiện trong những thiết kế của anh. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì những cái họa tiết như là Vịnh Hạ Long nè, tháp rùa nè, Sapa nè, được hoàn thành cách điệu trở lại, rồi sau đó sẽ đưa lên trên tác phẩm của mình bằng những kỹ thuật như in, vẽ, thêu, thì đó để nó tạo ra một cái giá trị. Nhưng thực tế trong cái bộ sưu tập xương nó không chỉ vỏn vẹn như thế đâu, nó còn rất nhiều thứ ở trong đó mà chúng ta không thể nói hết một lần được, bởi vì ngoài chất liệu nè, ngoài hình ảnh nè, và chính những người phụ nữ, chính những nàng xương chính là một di sản văn hóa của Việt Nam. cái định nghĩa về sự thân thiện gần gũi với của thời trang với môi trường, thân thiện với môi trường ấy, trong cái việc sử dụng các cái chất liệu của các nhà thiết kế thì nó khác gì trước và bây giờ, nó khác gì nhau không anh? Thật ra thì ví dụ như trước đây thì các nhà thiết kế có quá quan tâm tới cái chuyện sử dụng những cái chất liệu thân thiện với môi trường không ạ, như bây giờ không ạ? Thật ra trước đây thì mọi người sẽ không có quan tâm nhiều đến những chất liệu thân thiện môi trường, mà chúng ta vẫn hay sử dụng lông nè, da thú nè, vân vân nè. Nhưng sau này chúng ta sẽ thay đổi bằng cách là dùng những cái vật liệu gọi là sản xuất nhân tạo để nó đảm bảo không có ảnh hưởng tới tự nhiên nữa. Còn những cái chất liệu bình thường chúng ta chọn lựa hiện tại thì nó gần như là mang cái tính giá trị bền vững, gọi là thời trang bền vững và bảo tồn. Thì chúng ta sẽ có hai cách: dùng chất liệu tự nhiên 100% từ sợi tự nhiên, từ cây cỏ, hoa lá vân vân, và bên cạnh đó thì chúng ta tái chế từ những vật liệu như poly chẳng hạn, hoặc là vỏ sò, vỏ hầu, rồi bã cà phê, sợi sen và sợi satin. Ví dụ như trong tất cả những cái sản phẩm của bộ sưu tập xương thì được lót bên trong là cái sợi satin từ tơ tằm. Vâng. Đó, và bên cạnh cụ thể đó, bây giờ nếu mà em muốn được tiếp cận gần hơn, ví dụ như sờ chạm nhẹ vào những cái chất liệu đó, chị nhờ Y Hạ có thể tiến gần ra đây hơn chút được không? Bộ này đẹp quá, muốn được ngắm gần hơn, mời em tiến ra phía gần anh Hà hơn chút được không? Thôi mình cũng phải dũng cảm mình ra mình đứng cạnh, bởi vì biết là bạn ấy trên 1m8 cơ, nhưng mà thôi vì thiết kế này đẹp quá nên tôi rất là muốn đến gần hơn để quan sát nó. Chúng ta sẽ thấy ví dụ như chất liệu đây là một cái chất liệu mà được tái chế từ sợi poly, cho nên cái mình của nó tạo ra một cái shape, cái form, mà bên cạnh đó chúng ta thấy những cái nét uốn lượn các độ shape, và bên cạnh đó những cái phần lót phía trong đó là bằng sợi satin, thì như thế nó sẽ mềm mại hơn cho cái cơ thể một phụ nữ. Mà đặc biệt đến lúc này thì hoặc là sẽ bật mí thêm một điều nữa là trên cái tác phẩm này có một cái giá trị rất lớn về một tuổi thơ của chúng ta. Trên những tấm thiệp ngày xưa chúng ta hay thấy đó là nghệ thuật cuốn giấy đã thất truyền từ lâu. Đúng rồi. Và nó là những cái mảnh giấy chúng ta cắt ra, chúng ta xếp lại thành những họa tiết hình, thì chính cái nghệ thuật đó nó tạo ra một cái hình dáng và nó gắn liền với tuổi thơ chúng ta, những cái dịp mà cái tấm thiệp nó là một cái giá trị của một câu chuyện. Và khi mà cái tạo hình này Quân có thấy nó quen không? Nó rất giống với ruộng bậc thang ở ngoài Bắc mình nhá, ở Tây Bắc nhá. Vâng, và đúng là có rất là nhiều ý nghĩa từ nãy giờ chúng tôi có thể nhìn thấy qua những thiết kế của anh Hà. Và cuối cùng, cái thông điệp mà anh muốn nhắn gửi nhất đến với cả các khán giả khi mà thưởng thức những thiết kế của mình. Cái thông điệp cuối cùng mà sư muốn nhắn gửi đến đó là ngoài cái câu chuyện mà chúng ta làm về thời trang, chúng ta có những giá trị bền vững trong thời trang, thì đó là một cái giá trị về bảo tồn, về văn hóa, về con người. Và hơn hết, thời trang cũng là câu chuyện để tôn vinh giá trị người phụ nữ. Và khi Hoàng Hà chọn xương, Hoàng Hà muốn nhắc anh rằng là xương là một cái trạng thái hữu hình hoặc một giá trị vô hình ẩn dụ của người phụ nữ. Đôi khi người phụ nữ rất là mong manh, nhẹ nhàng, nhưng đôi khi rất là điềm đạm, thông minh, rất sắc sảo, và đôi khi giận dữ như một con sóng lớn, và thực sự như một giọt nước hòa tan được tất cả mọi thứ. Và điều cuối cùng đó là gì? Xương phản chiếu tất cả những giá trị vạn vật của con người, hình ảnh phản chiếu tất cả cây cỏ, hoa lá, con người, tháp rùa, vịnh Hạ Long, tất cả mọi thứ, bầu khí quyển của con người. Vậy cuối cùng thời trang là gì?
tôn vinh giá trị người phụ nữ. Vâng, cảm ơn nhà thiết kế Hoàng Minh Hà rất là nhiều. Chúc anh cứ mãi mộng mơ như thế, cứ mãi thăng hoa như thế trong nghệ thuật để công chúng có thể được chào đón và chiêm ngưỡng thêm thật nhiều những tác phẩm đẹp của anh. Những cái đường cắt, những cái chi tiết cực kỳ là tỉ mỉ cho thấy cái sự kỳ công và đầu tư tâm huyết rất là nghiêm túc cho những tác phẩm của mình. Cảm ơn anh đã nhận lời ngày hôm nay có mặt với Cà Phê Sáng ạ.